Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Bùi Thượng Phong, Chiếc Nhẫn Ân Tình. Khoảng cuối năm 1967, tôi nhận được sự vụ lệnh về cầm một đại đội của một tiểu đoàn mới thành lập chưa được bao lâu, thuộc sư đoàn 25 bộ binh, lúc đó đang đồn trú tại quận Đức Hòa. Tiểu đoàn này trước đó mấy tháng được đặt dưới quyền chỉ huy có một vị thiếu tá rất nổi tiếng bên biệt động quân mới chuyển qua. Vì công sự phòng thủ chưa hoàn tất, bộ chỉ huy tiểu đoàn phải tạm thời đóng trong một ngôi biệt thự có một nhà máy xay lúa. Lợi dụng cơ hội này, Việt Cộng đã bất ngờ dùng đặc công và nội tuyến. Trong một đêm đen tối, chúng đã tràn ngập vào được bộ chỉ huy tiểu đoàn ngay từ những phút đầu, gây thiệt hại rất nặng cho bên ta. Tai hại nhất, chúng đã lấy đi hai mạng sống của cả hai vợ chồng vị tiểu đoàn trưởng mà ai từng là biệt động quân cũng đều phải nghe danh thiếu tá cọp ba đầu rằng: tiếc thương ông và người vợ nữ lưu anh hùng, nhưng mọi người tự hỏi có phải ông đã quá khinh địch hay ông có điều gì bất mãn khi đang trong một binh chủng nổi tiếng, nay phải chuyển về một đơn vị bộ binh khiến ông lơ là thiếu cảnh giác. Điều này chỉ riêng mình ông biết. Sau trận thảm bại này, các anh em binh sĩ trong tiểu đoàn xuống tinh thần rất nhiều. Tiểu đoàn phải chờ bổ sung thêm quân số và cần được hấp lại. Và tôi được chuyển về đây cũng trong dịp này. Được nương nhẹ rất nhiều, nhiệm vụ chính của tiểu đoàn lúc đó hầu như chỉ là hành quân mở đường và làm an ninh vòng ngoài cho bộ tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh tại Đức Hòa. Lâu lâu cũng có hành quân, nhưng chỉ là những cuộc hành quân lục soát quanh vùng, sáng đi chiều về như công chức. Trong khoảng thời gian coi như nhàn hạ này, tôi đã quen biết một đứa bé gái tên là Hân, lúc đó khoảng 8-9 tuổi, là cháu gọi bằng dì của cô Thanh, chủ ngôi nhà mà tôi đã xin phép để đặt bộ chỉ huy đại đội. Tôi chọn nhà cô Thanh vì không những nhà có một sân lớn, mà còn có cả một cái nhà cầu đàng hoàng. Cô Thanh, một phụ nữ khoảng trên dưới 30, không đẹp cũng không xấu, ăn nói rất nhỏ nhẹ dễ thương. Tôi không thấy chồng cô, dù cô nghỉ dạy học đã lâu để trông coi việc ruộng nương, nhưng bà con lối xóm vẫn quen gọi là cô giáo. Dĩ nhiên cô Thanh không hề là đối tượng của những sĩ quan còn trẻ như chúng tôi hồi đó. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp và nói chuyện với cô ở ngoài sân về việc xin tạm dùng căn nhà làm bộ chỉ huy đại đội, tôi thấy có một đứa bé gái đứng dựa lưng một gốc cao gần đó, đang nheo mắt nhìn tôi rất chăm chú. Thấy nó dễ thương, tôi quỳ một chân xuống ngang tầm nó và ngoắc nó lại. Nó phụng phịu lắc đầu không chịu. Cô Thanh nói như hơi gắt: Hân, không có được hỏng, lại cúi đầu chào thiếu úy đi con. Vẫn còn phụng phịu, nó tiến lại gần tôi và lí nhí nói mấy câu gì tôi cũng không nghe rõ. Tôi thông cảm sự thay đổi quá đột ngột đối với gia đình cô giáo đang vắng vẻ, neo đơn, nay bỗng dưng ồn ào náo nhiệt, ra vào toàn lính là lính. Cô Thanh thì bận rộn với ruộng vườn, công thợ, chứ bé Hân thì ngoài giờ đi học, nó đụng độ tụi tôi suốt ngày. Mấy ngày đầu nó có vẻ còn tránh né, nhưng rồi sau đó nó quen hết anh hạ sĩ y tá này đến bác thượng sĩ thần phụ kia. Nó trở nên vui vẻ và hòa đồng rất nhanh với cái không khí ồn ào nhưng kỷ luật của đời lính chúng tôi. Đặc biệt, Hân quý tôi hơn cả vì có mấy lần tôi đã giúp em giải một bài toán khó trong lớp. Nó quấn quýt bên tôi suốt ngày, chuyện trò líu lo không ngừng nghỉ. Có những lần tôi đi hành quân về, nó núp trong bụi rồi chợt ùa ra ôm lấy chân tôi cười nức nở. Mới 8-9 tuổi mà em đã biết dành dụm tiền để mua đường, nấu đãi chúng tôi những bát chè thật ngọt ngào ấm bụng. Bù lại những lần đi phép, không lần nào tôi không mua cho em, khi thì đồ chơi, khi khác là sách tập. Hân mồ côi cả cha lẫn mẹ. Quê em ở mãi đâu vùng An Hiệp, Thái Mỹ, em kể với tôi, nước mắt lưng tròng. Cha em một hôm đi làm ruộng, đập nhầm phải mìn Việt Cộng, chết không kịp trăn trối. Hơn năm sau, người mẹ cũng ra đi vì bệnh.
thế là em phải về núp bóng vì em là cô giáo Thanh. Lúc đó tôi chưa lập gia đình, thật tình tôi thương Hân như người em út, nó còn kém đứa em út của tôi 3-4 tuổi. Tuy ở với dì ruột, tôi biết Hân đang thiếu một tình thương phụ mẫu, nhất là hình bóng của một người cha, và không phải là một nhà tâm lý học. Tôi không thể biết nổi, ở tuổi nào sớm nhất, một đứa con gái có thể biết yêu, vì có một lần, mấy cô bạn gái của tôi từ Sài Gòn lên thăm. Khi họ ra về, bé Hân đã đối xử với tôi một cách rất khác thường. Nó lảng tránh và ít nói hẳn, không hồn nhiên như trước nữa. Hình như nó cũng biết hờn ghen. Tôi nghĩ dù sao, nó chỉ là một đứa con nít. Mà đúng thế, chỉ được 2 hôm là cô nàng đã quên hết, lại giở trò nghịch ngợm chọc khóa như cũ. Hồi đó cứ như thế, tôi lấy tình thương yêu của anh em binh sĩ dưới quyền và luôn của bé Hân như một hơi ấm gia đình. Đang ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống, mấy anh chàng sĩ quan lóc chốc như tụi tôi, có thì giờ là la cà tán tỉnh mấy em cỡ tuổi đôi tám, chợt nở rộ như những bông hoa đầy hương sắc miền thôn giả. Chẳng hạn như em Huệ, con một ông chủ nhà máy xây, hoặc Giáng Tiên, hoa khôi tỉnh Hậu Nghĩa. Thế nhưng mấy tháng nhàn hạ qua nhanh như gió thổi, khi tiểu đoàn vừa có một sinh khí mới, thì biến cố Tết Mậu Thân xảy ra. Tiểu đoàn hành quân mệt nghỉ, ngày nào cũng có hành quân, ngày nào cũng có đụng độ, mà trận lớn nhất xảy ra vào trước Tết khoảng 2-3 ngày. Đại đội của thằng bạn cùng khóa nhảy vào giữa một tiểu đoàn Việt Cộng. Chúng đang ém quân trong khu vực Rạch Gấu, chờ xâm nhập để đánh vào Phú Lâm ngày mùng 1 Tết. 2 trực thăng bị trúng đạn phải quay về, đại đội của nó thành đại đội trừ, không đủ trực thăng. Đại đội của tôi phải lội bộ vào tiếp cứu. Địch áp đảo về quân số, vũ khí có thừa, nhưng mục tiêu của chúng là vùng Chợ Lớn. Ngày Tết không phải là chúng tôi, thế nên chúng chỉ cầm cự chờ đêm xuống là trút. Vậy mà, mãi chờ sáng hôm sau, tụi tôi mới thanh toán xong mục tiêu. Nhờ những phi vụ oanh tạc và pháo binh bắn suốt đêm, Việt Cộng dù đã cố kéo theo, nhưng cũng đành để lại rất nhiều xác chết và vũ khí. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không vui gì khi phải đem xác thằng bạn đại đội trưởng và 4 binh sĩ dưới quyền của anh. Tội nghiệp, anh quê ở Hóc Môn, ra trường là xin ngay về sư đoàn 25 cho gần nhà. Khóa chúng tôi đã có một số nhờ tài thao lược, lòng dũng cảm, cộng thêm sự may mắn, đã vượt qua nhiều gian khổ và nguy hiểm, mang lại nhiều chiến công vẻ vang cho quân đội. Nổi bật nhất là Trung tá biệt động quân Lê Văn Ngôn với 510 ngày trấn thủ Tống Lê Chân. Đa số còn lại đều đã hy sinh khi còn rất trẻ. Trong những trận đánh tuy khốc liệt, nhưng không một ai biết, chẳng một ai hay. Tên tuổi và thành tích hiếm khi được xuất hiện trên trang nhất các nhật báo, mà đa phần chỉ thấy nằm trong những khung hình chữ nhật màu tan đen nơi trang 4. Qua 2 đợt Mậu Thân, tôi sống sót và được thăng trung úy, nghĩa là sớm hơn quy định khoảng gần nửa năm. Nhưng đến cuối năm 69, tôi bị thương nặng, miễn miền văng đầy người. Tệ nhất có một miếng chém vào động mạch bên nách phải, máu ra rất nhiều. Và nếu không nhờ trực thăng tản thương về bệnh viện dã chiến của sư đoàn 25 Hoa Kỳ, chắc chắn là tôi đã theo mấy thằng bạn vui vẻ về miền quá cố rồi. Khi cơn thập tử nhất sinh đã qua, tôi được chuyển về nhà thương Cộng Hòa. Một hôm tôi đang nằm cho y tá rửa vết thương và thay băng thì có mấy anh em ban năm trung và tiểu đoàn lên thăm. Tôi ngạc nhiên hết sức khi thấy có cả bé Hân trong đó. Nó chạy ngay lại ôm lấy tôi, nước mắt đầm đìa. Ông thượng sĩ thường vụ của tôi sau khi thăm hỏi xong, nói nhỏ vào tai tôi. Ngày nào nó cũng lên tiểu đoàn xin bằng được, nếu khi nào tiểu đoàn lên thăm thương bệnh binh, nhớ cho phép nó đi theo. Tôi nhìn xuống con bé đang trút cái đầu bé nhỏ vào bụng tôi, tấm thân mảnh mai của em thì rung rung theo tiếng nấc. Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của nó và cứ để như vậy một lúc lâu, bởi vì chính trong lòng tôi cũng đang nghẹn ngào xúc động. Lúc sau tôi nâng cầm nó lên trấn an nó.
Chú không có sao đâu, chỉ một thời gian ngắn nữa là chú sẽ lành vết thương và sẽ được xuất viện. Rồi chú có trở lại đại đội không? Nó ngước mặt e ngại hỏi tôi điều mà nó quan tâm nhất. Chú cũng không biết nữa, chắc là phải ra một hội đồng quân y để họ giám định, sau đó chú mới biết. Vậy khi nào xuất viện chú xuống thăm Hân nha? Tôi mỉm cười nhìn nó. Chắc chắn là chú sẽ đến thăm Hân và các anh em trong đại đội ngay khi nào chú có thể đi được. Lúc này mới thấy nó nở một nụ cười, rồi cúi xuống nhấc lên một túi nhỏ và lấy từ trong đó ra một ít trái cây để trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Thì ra nó cũng biết đem quà cho thương binh. Phái đoàn thăm viếng lúc này đã xin phép tôi để qua thăm các anh em thương binh khác. Trước khi ra khỏi phòng, ông thượng sĩ thường vụ cúi sát tay Hân dặn dò. Khoảng nửa tiếng nữa con ra chỗ đậu xe để về nha. Về sớm cho an toàn. Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu bi bô. Tháng trước ai trong đại đội cũng tin là chú đã chết rồi. Tiểu đoàn không có tin tức gì về chú nằm ở bệnh viện Mỹ. Mãi sau khi họ chuyển về Cộng Hòa mới biết chú còn sống. Dì Thanh có dắt Hân đi cầu nguyện trên chùa hoài. Dì con nói gửi lời thăm chú. Đến đây nó bắt đầu quay qua nhìn mấy vị sĩ quan thương binh khác nằm cùng phòng. Chợt thấy chiếc nhẫn của tôi để trên mặt bàn lúc tháo ra cho y tá rửa vết máu trong các ngón tay. Nó cầm lên ngắm nghía rồi hỏi. Nhẫn này của chú sao á, bự và đẹp quá vậy? Ừ, nhẫn của chú, đây là chiếc nhẫn lưu niệm của trường võ bị Đà Lạt, lúc mãn khóa ai cũng có. Chú quý nó lắm. Ừ, chú rất quý nó và chú sẽ đeo nó từ khi ra trường. Nó nhẹ nhàng để lại chiếc nhẫn vào chỗ cũ rồi quay qua ôm lấy tôi, như thể không muốn xa rời. Nó kể đủ thứ chuyện ở Đức Hòa, đâu là đại đội đã có đại đội trưởng mới, nhưng không còn đóng ở nhà nó nữa. Các chú trong bộ chỉ huy đại đội vẫn thường ghé thăm luôn. Nửa giờ sau, ông thường vụ đã xuất hiện ở cửa phòng, nói với vào. Chào Trung Quý đi Hân, đến giờ về rồi. Hân bắt đầu lúng túng, vòng tay bé nhỏ nó cố ôm lấy tôi. Mấy phút sau tôi phải nhẹ nhẹ gỡ nó ra. Thôi, Hân về đi không họ chờ. Nó nhìn tôi như muốn khóc. Chú hứa nha, đừng quên đến thăm Hân nha, Hân chờ đấy. Nó rồi nó buông tôi từ từ bước ra cửa, hình như nó đã khóc. Đến cửa phòng nó quay lại nhìn tôi, bàn tay bé nhỏ của nó đang cố chùi những giọt lệ, không cầm lòng được tôi gọi nó. Hân, lại đây với chú. Tôi cầm chiếc nhẫn lưu niệm của tôi nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của nó. Hân à, giữ cho chú chiếc nhẫn này, giữ thật kỹ và đừng cho ai biết. Hân biết là chú quý nó như thế nào rồi, chú sẽ đến thăm Hân và Hân đưa lại cho chú. Thế có được không? Thật không ngờ cái ý kiến bất chợt đến với tôi lúc đó lại có tác dụng ngay. Hân vui mừng ra mặt, ít nhất nó đã có một vật làm tin kèm theo lời hứa. Lau hết nước mắt nó thủ thỉ. Dạ, con sẽ giữ thật kỹ, chờ khi nào Trung Quý đến con giao lại. Tôi xoa đầu nó rồi đẩy nhẹ nó về phía cửa. Lần này nó quay lại mỉm cười nhìn tôi và rồi bóng nó từ từ lẫn vào với dòng người thăm viếng bên hành lang bệnh viện. Tôi xuất viện sau đó chừng một tháng và phục hồi mau lẹ. Tuy vậy phải chờ đến tháng 3 năm 1973, tôi mới nhận được giấy tờ giải ngũ chính thức. Nhìn ngó bên ngoài, tôi may mắn không mất mát gì cả. Nhưng những ngón tay bên mặt, nhất là ngón trỏ, không co duỗi bình thường được. Cầm tờ chứng chỉ giải ngũ trong tay, tôi ngậm ngùi, thấy là vĩnh viễn giả từ vũ khí. Trong khoảng thời gian chờ quyết định của Hội đồng Quân y, tôi đã đi đến Đức Hòa thăm lại chốn xưa. Đại đội của tôi gần như hoàn toàn mới. Chỉ trừ một vài anh em trong bộ chỉ huy đại đội nhận ra tôi, còn lính tráng hầu hết là lính mới, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Chiến tranh đã làm thay đổi nhanh chóng không ngờ được. Tôi lần mò đến nhà cô giáo Thanh để thăm cô và bé Hân, nhưng thật không may, người nhà cho biết hai dì cháu cô đã đi ăn đám giỗ bên Bình Thủy, có lẽ đến chiều mới về. Tôi buồn rầu về lại Sài Gòn, tự hứa sẽ trở lại vào một dịp khác. Chiến tranh vẫn còn đó, chiến trận gia tăng khắp mọi nơi, nhưng Sài Gòn vẫn còn là một mảnh đất khá bình yên. Nó như một hải đảo nằm giữa một biển lửa,
và tôi đã phải cố gắng để thích ứng với cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, tôi làm việc như một cái máy, nhưng tôi không còn bị cô đơn. Cái cô đơn có một người chỉ huy, dù chỉ là một cấp nhỏ. Tôi tự do, không còn bị ràng buộc vào một trách nhiệm có liên can đến sinh mệnh của nhiều người khác. Tâm trạng thả lỏng này đã dẫn tôi đắm mình trong thụ hưởng, để bù lại cho bao năm tháng tuổi xuân đã qua đi trong quân trường và ngoài trận địa. Bận rộn vì công việc lúc ban ngày, say mê trong ánh đèn màu của các vũ trường vào ban đêm, tôi gần như đã quên hẳn Hân, một đứa bé đang ở một nơi thiếu an ninh, mà chỉ một năm trước, tôi đã coi nó như một đứa em ruột thịt. Tôi đã tự khất lần và ngần ngại không muốn ra khỏi đô thành, nơi mà lúc nào cũng có những cuộc vui đang chờ sẵn. Khoảng đầu năm 74, nhân một chuyến đi trảng bàng, tôi ghé vào Đức Hòa và gặp lại Hân. Căn nhà vắng vẻ, khu xóm cũng thiếu bóng những người lính. Có lẽ họ đang bận rộn trong một cuộc hành quân nào đó. Khi tôi đến, chỉ có mình bé Hân ở nhà, cô Thanh có lẽ đang đi coi ruộng vườn. Hân lúc này không còn bé nữa, em đang là một thiếu nữ tràn đầy nhựa sống với một vẻ đẹp tự nhiên và tuyệt mỹ mà Thượng Đế chỉ dành cho những người con gái đương độ thanh xuân. Em mừng đến rơi cả nước mắt khi thấy tôi. Trót nước mời, em vẫn thân mật nhưng tỏ ra hơi e thẹn. Cái e thẹn dễ yêu của các cô gái đang dậy thì. Hân cho biết em đã trông mong tôi từng ngày và rất ân hận vì lần trước tôi đến mà em không được gặp. Lấy chiếc nhẫn giấu kín trong hộc tủ, Hân đưa nó sát mặt tôi rồi nắm vội nó trong bàn tay và ấp lên ngực. Hân biết đây là chiếc nhẫn lưu niệm của chú, nó lưu lại những kỷ niệm của chú với quân trường Đà Lạt. Nhưng bây giờ nó cũng đã trở thành một vật lưu niệm của Hân. Nó đã lưu lại những kỷ niệm giữa Hân và chú. Hân muốn được giữ nó lâu hơn nữa, như vậy có được không? Tôi cảm động trước những lý lẽ phát ra từ con tim của em. À, Hân cứ giữ nó đi, như vậy khi nào chú đến với Hân, chú sẽ được gặp cả hai. Quá vui mừng, quên cả e thẹn, Hân chạy lại ôm tôi và nói trong cảm động. Thật ra khi có chiếc nhẫn bên mình, Hân có linh cảm là chú sẽ luôn luôn quay về tìm Hân, và như vậy Hân sẽ không bao giờ mất chú. Tôi ôm chặt Hân và hôn nhẹ lên trán em như vài năm trước khi em còn rất nhỏ. Hình như Hân muốn nhiều hơn thế. Em từ từ ngước mặt lên để mong hai làn môi chạm nhau. Nhưng tôi đã tự dừng lại bằng cách buông lỏng em. Có phải tôi đang còn bối rối giữa Hân, một đứa bé và Hân, một cô gái đang độ xuân thì? Chúng tôi chia tay nhau khi ánh chiều vừa xuống. Tôi hứa với Hân sẽ lên thăm em thường hơn. Cả hai cùng bệnh rịnh, không nỡ rời nhau. Nhưng rồi phút chia ly cũng phải tới. Tôi lên xe về lại Sài Gòn, mang theo một hình ảnh của Hân đầy nước mắt. Những tháng ngày sau đó, thời cuộc biến đổi không ngừng. Tất cả đều thất lợi cho miền Nam chúng ta. Ngay cả con đường từ Sài Gòn đi Đức Hòa cũng không còn an ninh nữa. Tiếp đến là những biến cố dồn dập. Nó đến nhanh quá, như dòng thác lũ, như cơn đại hồng thủy, nó cuốn đi hết cả. Không kịp nữa rồi, những gì ta không làm hoặc chưa làm, đành phải xếp lại trong niềm hối hận khôn nguôi. Câu nước mất nhà tan thật là thấm thía với tâm trạng của những người bỏ nước ra đi ngày ấy. Ra đi là không bao giờ nghĩ đến ngày trở lại, ra đi là chấp nhận cả một trời mù mịt đau thương. Tôi cũng ở trong số ít người bất hạnh nhưng may mắn này. Tất cả nhân dân miền Nam coi như gãy cánh nửa đường. Có khác chăng chỉ là mỗi người gãy một kiểu. Riêng tôi đã gãy một lần rồi, vừa mới bắt đầu xây dựng lại thì nay lại gãy thêm một lần nữa. Vật lộn với cuộc sống đến năm thứ 32 trên nước Mỹ, tôi quyết định nghỉ hưu vì đã thấm mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Những chuyện ngày xưa khi nhớ khi quên, nhiều chuyện quên hẳn như gió thoảng như mây bay. Dòng đời thay đổi cũng chỉ là lẽ tự nhiên của cuộc sống. Những ngày, những tháng buồn tan, tôi chợt nhớ đến một câu thơ, không biết đã đọc được ở đâu và ai là tác giả. Khi ta ở, đất chỉ là đất, khi ta đi, đất đã hóa linh hồn. Vâng.
Linh hồn của đất, của những nơi ta đã từng đi qua, những nơi ta đã từng dừng lại, nó đã có một linh hồn, và linh hồn đó đã ám ảnh tim ta như muốn gọi ta về. Và tôi đã về thăm lại Sài Gòn vào năm 2007. Vẫn biết đổi thay là lẽ tự nhiên của cuộc sống, sao tôi vẫn thấy bàng hoàng tiếc nuối những ngày xa xưa. Lang thang mãi ở Sài Gòn, chán. Một hôm tôi trở lại Đức Hòa, tò mò muốn biết giờ nó ra sao. Và những người muôn năm cũ, hơn 30 năm đã trôi qua, vật đổi sao rời, bóng chim tâm cá. Đức Hòa đã thay đổi theo một chiều hướng đi xuống. Ngày xưa dù là đang thời chiến tranh, nó vui nhộn biết là bao, hàng quán lính tráng, người mua kẻ bán ồn ào tấp nập. Những con đường tuy nhỏ, vừa cho hai chiếc xe nhà binh tránh nhau, nhưng đầy bóng mát của những hàng cây cao. Giờ đây có những con đường mới mở, trọng thênh thang thẳng tắp, nhưng trống trơn dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Không một bóng cây, xe cộ thì lẻ loi vài chiếc, thị xã giống như một cô gái quê xấu, đang cố làm dáng với những vết son vụn về tô vội. Đến khu Bình Tả, nơi ngày xưa tôi đã đóng quân, cảnh vật không thay đổi nhiều, nhưng sao trông thật hoang sơ buồn thảm. Tại một ngã ba, ngày ấy có một cái quán lập sập lúc nào cũng ồn ào những lính. Chính tại nơi đây tôi đã ăn một tô hủ tiếu ngon nhất trong đời. Đi vào sâu hơn khoảng 100 mét là ngôi biệt thự nhà máy xây. Căn nhà hình như đang bỏ hoang. Hỏi thăm thì biết cô Huệ đã định cư bên Úc từ lâu. Cô giáng tiên hoa khôi hậu nghĩa. Nghe nói sau này lấy một sĩ quan biệt động quân đẹp trai. Giờ chắc đang ở bên Mỹ. Đi sâu hơn nữa thì gặp tàn tích của một cái đồn. Đồn này là của tiểu đoàn chúng tôi hồi đó, gần đấy có cắm một cái bảng nhỏ trên đề, di tích lịch sử cắm đến gần. Tự nhiên tôi thấy lạnh toát người, có phải anh linh của bao nhiêu chiến sĩ ngày xưa vẫn còn đang phản phất đâu đây? Ra thăm khu trung tâm thị xã, ở đây có thay đổi chút ít. Bộ tư lệnh sư đoàn 25 bộ bên nay hình như đang là một khu dành cho trẻ em. Ngay trước cổng vào có một căn nhà nhỏ, trong đó trưng bày hình ảnh và những kỷ vật của ông Võ Văn Tần. Chợ Đức Hòa có xây một mặt tiền mới quay về hướng khác, nhưng bức tường mặt tiền cũ vẫn còn nguyên. Đang ngơ ngáo nhìn ngó cảnh vật, tôi chợt để ý có một bà cụ cứ chăm chú nhìn tôi. Bước đi vài bước bà lại quay đầu nhìn lại, cuối cùng bà cụ đến gần nhỏ nhẹ hỏi tôi. Nếu không phải, xin ông thứ lỗi, phải ông đây là Trung Quý Phong không? Tôi giật bắn người, chắc chắn đây là một người quen biết với tôi, nhưng nghĩ mãi tôi đành chịu. Dạ, tôi là Phong đây, xin lỗi, trí nhớ tôi hơi kém. Bà đây là... Trời đất, mô Phật, thiệt không ngờ cũng có ngày tôi lại gặp được Trung Quý. Tôi là Thanh đây, xưa Trung Quý có đóng quân nhà tôi, Trung Quý còn nhớ không? Lúc này thì hình ảnh của một cô giáo Thanh ngày xưa đã lờ mờ lẫn vào khuôn mặt già nua của bà cụ. Tôi mừng rỡ. À, cô giáo Thanh, tôi nhận ra rồi, tôi nhận ra rồi. Chà, trông cô còn mạnh lắm, đi không cần chống gậy mà. Xin mời cô vô quán nước đây ta ngồi nói chuyện. Đôi mắt già nua của cô Thanh đã thấy có ánh nước, cô cầm tay tôi ân cần. Thôi, quán xá gì, chắc là Trung Quý ở nước ngoài về thăm quê hương. Trung Quý có rảnh mời ghé lại tôi uống miếng nước, nhà cũng gần đây thôi. Dạ, tôi ra khỏi nước từ năm 75, giờ nghỉ hưu rồi mới có dịp về thăm lại. Hồi nãy đi ngang tôi thấy nhà cũ của cô giờ dường như là một nhà máy gì đó. Bảy nhà nằm trong khu quy hoạch, nghe đâu họ đã bán đất đó cho Hàn Quốc lập nhà máy may gì đó. Tôi phải mua bảy một căn nhà ở gần chợ đây thôi cho nó tiện. Mời Trung Quý đi theo tôi, chút xíu là tới à. Lẹo đẻo theo chân bà cụ đi sâu vào một con đường nhỏ ngang hông chợ, tôi ngần ngại ngỏ ý. Tôi giả từ quân đội lâu lắm rồi, cô Thanh cứ gọi tôi bằng tên cho tiện. Không có sao đâu, ở đây bà con cỡ tuổi tôi ai cũng quý những người lính Cộng Hòa khi xưa. Lại bởi tôi quen miệng rồi, tôi nhớ Trung Quý là Trung Quý gọi khác nghe kỳ lắm. Đến đây mặc dù tận đáy lòng như có một chút gì hơi hổ thẹn vì sự thất hứa năm xưa, nhưng tôi không thể quên được Hân.
Thế thì cháu Hân giờ sau rồi chắc cũng con cháu rầm rề cả. Cô Thanh bỗng như chùng xuống, cô nói rất nhỏ giọng run run. Cháu, nó không còn ở với tôi nữa. Vừa lúc đó cô dừng lại trước một căn nhà, nhà của cô, phải qua một cái sân nhỏ trước khi vào tới phòng khách. Cô Thanh giơ tay. Dạ, mời ngồi, để tôi lấy nước trà mời Trung Quý. Trong nhà còn có hai vợ chồng người bà con của cô, tuổi khoảng ngũ tuần. Cô Thanh sai họ châm bình nước trà, đoạn rót ra trân trọng mời tôi. Không giữ được kiên nhẫn tôi hỏi. Hồi nãy cô nói cháu Hân không còn ở với cô, vậy giờ cháu đang ở đâu? Sau một hơi thở thật dài, cô Thanh bỗng bật lên khóc nức nở. Hai tay bưng mặt cô nói trong tiếng nấc. Cháu nó mất rồi, nó bỏ tôi đã gần 30 năm rồi, Trung Quý ơi. Tôi bàng hoàng, choáng ngợp như vừa bị dội cả một thùng nước lạnh vào người. Qua một phút xúc động đến tột cùng, tôi lấy lại bình tĩnh. Cháu nó qua đời như thế nào, cô có thể cho tôi biết được không? Chuyện cũng hơi dài dòng, vì vậy tôi có ý mời Trung Quý tới nhà, mình có nhiều thời gian hơn. Cô Thanh có vẻ đã lấy lại được chút bình tĩnh, cô tiếp. Tôi nhớ nó mất năm Mậu Ngọ, 1978, lúc đó khó khăn lắm. Cả nước đói, ở quê như chúng tôi mà cũng phải ăn độn. Cháu Hân bỏ học ngay từ năm 75. Nó nói học hành gì mà tối ngày học tổ học đoàn rồi chửi bới chế độ cũ. Vậy mà cũng không thoát. Nó phải nhập vào cái gì kêu là thanh niên xung phong gì gì đó, đi làm thủy lợi, nghĩa là đào kinh đắp mương đó Trung Quý. Ngừng lại vài giây như để lấy thêm sức cô tiếp. Hồi đó nó đang tuổi con gái mà ăn uống thì thiếu thốn, lại thêm thi đua này nọ, nó bị mất sức nhiều lắm, rồi bị sốc sức huyết, bệnh cũng không đáng gì, nhưng thuốc men hồi đó hoàn toàn không có, ăn còn không đủ, nó chi thuốc, lúc đó nó mới có 19. Đến đây cô lại ôm mặt nức nở, tôi lại gần cô vỗ về an ủi. Số phận đã an bài như vậy, không cho em qua được cơn khó khăn. Cô cũng không nên trầu trĩ quá không có lợi. Tuổi cô cũng như tôi, ngày một yếu kém. Tôi cũng biết vậy, và tôi cũng đã cố gìn giữ sức khỏe để sống đến ngày hôm nay. Nói tới đây, cô Thanh từ từ đứng dậy hướng dẫn tôi đi về phía bàn thờ giữa căn nhà. Phía trên bàn thờ, tôi thấy có treo hai tấm hình lớn mà tôi đoán là song thân của cô Thanh. Đặt trên bàn thờ phía bên trái có ba tấm hình, mà một trong ba tấm đó tôi nhận ra là em Hân, hình chụp có lẽ vào lúc em 17-18, trông xinh đẹp như một bông hoa đang nở. Khi tôi nhìn em thì đôi mắt của em cũng đã nhìn vào tôi từ lâu lắm rồi, có lẽ ngay từ khi tôi bước vào căn nhà này. Thắp nén nhang, tôi biết tim tôi đang chảy ra thành nước, và dòng nước ấm đó đang chảy ngược lên phía đôi con mắt. Khói nhang bốc lên không gian và tỏa rộng, ánh sáng yếu ớt khúc xạ qua làn khói, làm như em đang mỉm cười nhìn tôi, có lúc lại không phải là cười mà đang nhìn tôi như trách móc. Mắt tôi bỗng nhiên hơi mờ đi, hình ảnh của Hân một buổi chiều xa xưa trong dĩ vãng bỗng hiện về, bé nhỏ lẫn trong đám người thăm viếng ở bệnh viện Cộng Hòa, em quay lại mỉm cười nhìn tôi, và rồi lần cuối cùng tôi gặp. Cánh tay bé nhỏ giơ lên chào tạm biệt khi tôi trở về Sài Gòn, mắt em đầy lệ. Một âm thanh mơ hồ như vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm. Đừng quên đến thăm Hân nha, Hân chờ đấy. Người tôi lúc đó như muốn rũ xuống, tôi cố gắng hết sức đứng thẳng người, nhìn tha thiết vào đôi mắt em cầu xin một tha thứ. Ngay trước bức hình của em, tôi thấy có một hộp nhỏ bằng nửa bàn tay, khảm xà cừ màu đen rất đẹp. Thấy tôi nhìn vào chiếc hộp nhỏ, cô Thanh nói như khuyến khích. Trung Quý cứ cầm lên mà mở ra coi. Tôi nhẹ nhẹ cầm chiếc hộp lên bằng hai tay và mở nó. Một thứ ánh sáng như lóe lên, chiếc nhẫn võ bị năm xưa của tôi hiện ra sáng bóng nằm trong hộp trên một miếng nỉ trắng. Cầm chiếc nhẫn trên tay, tôi chợt trùng mình, dường như có một luồng điện nhẹ đang chạy qua khắp châu thân. Qua bao năm tháng, chiếc nhẫn vẫn còn đây mà người xưa đã mất. Chiếc nhẫn như nhắc tôi một lời hứa mà tôi không giữ trọn. Nhìn giọt nước mắt rơi, tôi mới biết mình đang khóc. Thật lòng tôi cũng không biết. Tôi
tôi đang khóc vì vui mừng thấy lại một kỷ vật xưa hay đang khóc vì tràn đầy ân hận? Rồi như một phản xạ, tôi đưa nó lên gần miệng, hà một hơi ấm vào viên hồng ngọc rồi chà sát nhẹ nhẹ vào ngực phía trái tim. Nhạt nhòa trong nhang khói, tôi thấy Hân Như lại mỉm cười. Có phải tôi tưởng tượng không hay đang có một thần giao cách cảm? Cô Thanh từ nãy chỉ đứng yên lặng theo dõi, bỗng cô nói giọng nhẹ như hơi thở. Những lúc còn tỉnh, cháu nó kể hết cho tôi nghe vì sao nó có chiếc nhẫn này. Trước đó nó đã giấu cả tôi, giữ kín và âm thầm chờ mong cho đến những ngày cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, nó còn dặn tôi phải để chiếc nhẫn này ngay trước hành thờ của nó, vì nó quả quyết là sẽ có một ngày Trung Quý sẽ tìm đến. Ngừng một phút, cô nói thật nhỏ như nói với chính mình. Cũng phải mất hơn 30 năm, giờ thì Châu đã lại về Hiệp Phố. Đặt lại chiếc nhẫn vào trong hộp và trân trọng để chiếc hộp vào đúng chỗ ban đầu, tôi quay qua cô Thanh. Thưa cô, chắc nó không cần về Hiệp Phố nữa đâu. Tôi giữ nó chỉ có khoảng 5 năm. Thế mà chiếc nhẫn này nó đã ở bên em hơn những trên 30 năm. Những lúc em còn sống và cả những lúc em đã qua đời, tôi không thể hình dung được rồi mai đây, bên hình của em sẽ chỉ còn là một khoảng trống. Tôi biết khi xưa, em luôn luôn muốn có chiếc nhẫn này ở bên cạnh. Cái chỗ đúng nhất của nó là ở trong cái hộp này, ở tại nơi đây. Xin phép cô, cho tôi cứ để nó bên em hằng mãi mãi. Âm dương là muôn đời cách trở, nhưng tôi muốn mượn chiếc nhẫn này như một vật xúc tác giữa hai linh hồn, một linh hồn sống tha phương nơi đất khách quê người và một linh hồn mãi mãi trên quê hương. Cô Thanh ân cần mời tôi ở lại dùng cơm chiều, nhưng tôi phải từ chối vì không muốn trở lại Sài Gòn khi quá tối. Tôi hẹn tuần sau sẽ lên để thăm mộ và đốt cho em Hân một nén nhang. Khi tiễn tôi qua chợ, cô cười nói với tôi. Trung Quý biết không, khi mua lại căn nhà gần chợ này, tôi cũng có chủ ý là được thấy thật nhiều du khách Việt Kiều. Thấy ai có dáng Việt Kiều là tôi ngó thiệt kỹ, không dè cũng có ngày trời Phật thương. Tôi mỉm cười trước những ý nghĩ chân chất và đôn hậu của một người miền Nam như cô Thanh. Từ giả cô, tôi theo tỉnh Lộ 10 để về Sài Gòn. Trước kia con đường này ít khi được sử dụng vì luôn luôn bị đắp mô mìn bẫy. Thương hại biến tan điền, ngàn xưa đến ngàn sau, dù muốn hay không, đổi thay mãi mãi vẫn là một bản chất tự nhiên của cuộc sống. Chỉ có tình cảm của con người, có những thứ tình cảm mà đời đời không bao giờ thay đổi. Vậy mà nhiều khi tôi vẫn đinh ninh rằng đã mất hết cả rồi. Tác giả Bùi Thượng Phong. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.